nàng CEO chia sẻ hai công thức giúp chị em công sở lên le vờ mặc đẹp, đồ basic không thể thiếu, những lúc cần hợp phải thật tinh tế. Jenna Go, so so Jenna cô nàng CEO trẻ tuổi làm trong lĩnh vực truyền thông, trực tiếp tiếp xúc với ánh đèn sân khấu, và cũng là một trong những fashion icon có tiếng tại Singapore. Phong cách của cô không lồng lộn hay phá cách, như nhiều fashionista khác mà thiên về sự thanh lịch, trẻ trung và cực kỳ dễ ứng dụng chia sẻ dấu ấn phong cách của cô không ở cách lên đồ hào nhoáng và tập trung vào những item cơ bản hợp với mọi nàng công sở ngoài 30, áo phông dáng cơ bản. Bên cạnh sơ mi, thì áo phông là món đồ Zeneen khuyến khích các chị em tuổi 30 nên diện. Áo phông chân màu hay in hình, hình đều mang lại nét năng động thoải mái và đây cũng là một item giúp các nàng làm mới style công sở thường ngày của các chị em. Áo blazer Blazer không chỉ là một thiết kế đứng dáng, nghiêm nghị, mà nó còn là một điểm nhấn không thể thiếu cho phong cách của chị em tuổi băm, nếu muốn tạo nét cho mình. zene thường chọn những thiết kế blazer sáng màu, hoặc có đường kẻ thanh mảnh để Miss và Match cùng quần jean bụi bặm, hoặc diễn nguyên một set sút cách điệu. Những bộ cánh không hề đơn điệu cứng nhắc mà trái lại luôn đẹp mọi góc nhìn. Một bộ zoom sút tôn dáng, hợp mọi phong cách. Nhiều người ngại diện dăm sút, nhưng thực tế đây chính là một item cực kỳ thú vị cho style của các nàng 30. Sở hữu một bộ răm tôn dáng sẽ giúp các nàng tự tin hơn về vóc dáng, mà chẳng cần dụng tâm mis và mát gì nhiều. Váy liền trơn màu họa tiết cơ bản. Không phải là những kiểu váy tin hết nấc, hay những dáng váy rộng thùng thình mà là những thiết kế tôn dáng đơn giản. Váy chân màu cổ V, váy thắt L, váy sơ mi. Những thiết kế nhấn đúng vào lợi thế và giấu đi nhược điểm chính là bí quyết tỏa sáng mà Zenean dành riêng cho nàng công sở tuổi 30. Quần ống rộng ở mọi chất liệu. Ưu điểm tôn dáng hách chân dài của quần ống rộng ví diệu khỏi bàn vậy nên Zenien cũng không ngại gì mà thỏa sức với vùng cùng thiết kế này. Quần jean, quần vải, quần culottes hay quần lửng trên gối, chỉ cần là ống rộng là Zenien sẽ chọn ngay lập tức. Những sự kiện cần trải chuốt, lên đồ sang trọng, Zenien không ngại để lộ một vái khoảng hở tinh tế. Ở tuổi 30, nàng công sở chắc chắn hiểu được vóc dáng của mình với những ưu nhược điểm nhất định, vậy nên mới có câu tốt khoe sầu che, mình có ưu điểm gì thì phải tận dụng khoe triệt để trong môi xét đồ. Zenaen không sở hữu vòng eo thon xuất sắc thì cô chọn cách lộ vai trần, không sở hữu đôi chân thon dài chuẩn mẫu thì Zenaen lấp ló sau dáng váy xẻ cao hay diện váy ngắn để phù phép cho vóc dáng của mình, đó chính là cách Zenaen để lộ khoảng hở tinh tế, tạo dấu ấn riêng cho phong cách của cô mà không cần phô trương quá nhiều. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất